cái báo cáo mới nhất vào ngày 17 tháng 12 năm 2019 ạ, của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thì bất bình đẳng tại nơi làm việc chưa thể xóa bỏ cho đối với phụ nữ chưa thể xóa bỏ tới tận năm 2276, tức là chúng ta còn 275 năm nữa. 256. Vâng, tức là tỷ lệ tham gia thị trường lao động và tiền lương cũng như thưởng của nữ giới vẫn thấp hơn đáng kể so với nam giới. Đấy là cái tổng kết đánh giá chung của trên bình diện thế giới. Tất nhiên là cái tỷ lệ này thì nó khác so với các vùng, ví dụ như là Tây Âu thì nó tốt hơn rất nhiều trong chiến lược thực hiện bình đẳng và cái thúc đẩy phụ nữ, tăng quyền cho phụ nữ tham gia kinh tế so với các nước châu Phi và khu vực Trung Đông. Và đối với Việt Nam ấy, thì như tôi vừa nói là chúng ta đang xếp thứ 87 trong bảng xếp hạng các chỉ số bình đẳng giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và bị tụt mất 10 bậc so với 2018. Và với từng chỉ tiêu khác nhau thì chúng có những cái thứ hạng khác nhau. Ví dụ như chỉ tiêu về y tế thì rất là trầm trọng, nó khoảng đâu đấy 150-151. Và chỉ tiêu về chính trị thì nó 111. Nhưng mà một tín hiệu đáng mừng so với các nước, đặc biệt là các nước có cùng cái chung cái phát triển điều kiện kinh tế và các nước trong khu vực, là cái chúng ta chỉ xếp thứ 31 về chỉ số cơ hội kinh tế. Có nghĩa là cái về đối với phát triển kinh tế thì phụ nữ Việt Nam là khá bình đẳng hơn và chúng ta bị kém hơn ở những cái chỉ số khác so với các nước trong khu vực.